Tôi rất mừng vì đã đạt giải Thu hút Care Server, giải thưởng trao cho chuỗi công trình không gian thân thiện trong khu đô thị 1000 được thực hiện rải rác ở các tỉnh trên khắp Việt Nam từ 2013 đến nay. Giải thưởng là sự ghi nhận và khích lệ to lớn cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc dùng kiến trúc góp phần đem lại công bằng xã hội cho người dân, đồng thời nêu bật tính bản địa trong bối cảnh thế giới phẳng theo cách đáng lo ngại hiện nay. Và như vậy, kiến trúc sẽ trở về với bản chất vì con người, vì văn hóa địa phương của nó để thúc đẩy thế giới phát triển bền vững, đa dạng. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức giải thưởng, Hội đồng Giám khảo Quốc tế đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây để chia sẻ đôi lời ngắn gọn này.